Hello mọi người nha. Thì sau bao ngày chờ đợi thì cái thùng hàng Squishy Jabber hai kim của mình đã về rồi nha cả nhà ơi. Thật sự mọi người luôn là nó siêu nặng luôn nè. Phải gọi là hình như là 20 mấy ký. Mọi người thì bây giờ mà mình hãy cùng mình unboxing ra nha. Rất là to luôn nha cả nhà ơi. Siêu nhiều mẫu Jabber chính hãng luôn nha. Đấy, siêu đẹp luôn nha. Đây là những cái bánh Oreo tím này. Rồi, khối bò nha. Trời ơi, về siêu nhiều khối bò luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, trời ơi, về màu nâu nữa này. Cưng ghê chưa. Đó, là khối bò nha mấy bà ơi, xinh lắm. Bò nha. Rồi đây là bánh Oreo nè, nó có màu tím nha mấy bạn. Mới được trước là có màu hồng thôi, giờ đặc biệt có màu tím nha. Ôi xinh xỉu luôn, try. Đây là Oreo hồng nha cả nhà. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Mình về là 25 cái Oreo á. Này cái hộp nó hơi móp xíu cả nhà ơi. Ôi đây là bánh cheese nha. Cái này đẹp quá nè mọi người. Nó cũng giống như bánh Oreo luôn á. Trời ơi, đẹp quá mấy bà ơi. Dạ này là Oreo, cái này là khối bò hồng nè. Trời ơi, tôi về đủ 3 màu khối bò cho mấy bà luôn nha. Màu nào cũng có luôn nha mấy bà. Trời ơi. Đây nha, đây là những cái tem của khối bò, khối dâu rồi đó. Nhiều mẫu lắm nha mấy bà ơi. Rồi, tôi bỏ mấy cái mẫu này ra tôi khui tiếp nha mấy bà. Trời ơi, nhiều mẫu quá luôn. Các bạn, đây là còn một thùng nha, kia là một thùng thôi. Rồi bây giờ mình unboxing tiếp luôn nha. Đấy. Trời ơi, mấy bà thấy gì chưa, lại bảo là không mê đi. Trời ơi, mấy bà ơi, nhìn này. Đây là bánh cua nha. Bánh cua Hachimi nha mấy bà. Nhưng mà cái mẫu này là mẫu cũ nên tôi về ít á. Tại vì bây giờ tôi về mẫu mới á. Còn mẫu cũ thì tôi về ít số lượng lại. Mấy bà nào thích thì tranh thủ lấy nha. Cái này tôi về hình như có 8 cái thôi. Rồi qua mẫu luôn nha. Trái chai. Cái gì đây chà. Đây là hũ mứt nha mấy bà. Cái này có hộp nha. Cái này là chính hãng có hộp á. Mà tại vì tôi kêu sắp để riêng cho tôi á. Để nó đỡ bị va đập á. Cái này có hũ nha. Đây, cái này đẹp nữa nè. Cái này là bình sữa chính hãng nha mấy bà, Jabber luôn. Mọi người có thấy em chính hãng Jabber nào mà cực kỳ xịn sò như này không? Trời ơi, quá đẹp luôn nha mấy bà ơi. Mấy bà có thấy cái gì không? Sai chung buồn nha. Ôi. Wow. Cái này cũng uống đu nha mọi người. Rất là đã luôn. Mình về có 5 cục thôi nha, tại vì cái mẫu này giá nó cũng khá là cao á. Tận là 250 lận là mình về ít thôi, nên là bạn nào thích thì có thể inbox qua order đẹp cho mình nha. Chài siêu đẹp luôn á chài. Đấy cái khối này tôi về lại nè. Ê tôi về màu hồng nữa nha mấy bà, tôi về màu hồng nữa này mấy bà ơi. Siêu đẹp luôn nha. Còn mấy bà đợi video của tôi đi. Cái này là màu đen nè. Cái này là màu đen tôi sợ mấy bà không thích đó nên là tôi lấy có một cái à. Còn lại là tôi lấy màu hồng với lại màu gì ở kem á. Quá đẹp luôn nha, nó có cái packaging nữa. Rồi, xem gì đây? Đây là bánh Oreo size jumbo nhá. Size mini. Và em này là size jumbo nha, em này phải gấp 2-3 lần cái em này luôn á mọi người. Siêu to nha. À, hộp kem này mấy bạn. Kem này đấy, về siêu nhiều hộp kem luôn. Đấy, về mười mấy hạt cái kem. Wow, cái này là cái hũ này nha mọi người. Cái bánh này nó cũng có cái bao bì luôn nha mọi người ơi. Cái bánh này nó cũng có bao bì luôn á. Nè, cái bánh Hachimi nè. Nó có bao bì luôn á. Nhiều mẫu lắm mọi người ơi. Wow, cái này là ta. Ôi, cái bánh tổ ong này bự quá vậy. Cái bánh tổ ong này siêu bự luôn á. Cái chimbo luôn á mấy bà ơi. To uống nuôi nè. Rồi cái này là cái gì đây. Ê, cái bánh này là cái bánh toast nè. Cái này là bánh toast nha. Nó cứ phải gọi là được của nó luôn nha. Ê, cái này to quá à. Mà giá có 220 thôi mấy bà ơi. Có 3 màu lận nha. Màu tím này, màu xanh và màu hồng nha. Ồ, cái này cũng xinh hết đó. Ok, đây là bánh cheesecake. Rồi, cái dưới là
Thế giữ lại cái hộp của nó nha mọi người. Video unboxing mình đã kết thúc rồi. Mọi người thích video hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ nha mọi người. Mọi người đợi video sau mình sẽ review kỹ hàng cho mọi người nha.